Anh em chú ý nhá, trước khi xem video này và anh em muốn thực hiện thành công theo video này thì anh em phải chú ý cho em. Thứ nhất, anh em phải bạo tay. Thứ hai, anh em phải khéo tay. Đó. Còn cái việc mà làm như này ấy, thì là bọn em làm quen tay rồi. Tránh tình trạng khi anh em xem xong cái video này mà anh em làm theo, con chim nó bị ảnh hưởng làm sao thì cái đó em không chịu trách nhiệm các bác nhá. Rồi, xin mời các bác xem video. Xin chào anh em nhá. Chào mừng anh em quay trở lại với kênh Hoạt Họa Mi của em nhá. Hôm nay là ngày mùng 2 tháng 9 đúng không các bác? Các bác chắc giờ đang đi chơi rất là vui đúng không? Hôm nay em lên cái video này xin phép và chia sẻ với anh em một chủ đề, đó là trong cái quá trình nuôi chim của anh em chúng ta ấy, thì có những con chim mà móng nó rất là dài các bác nhé. Nếu mà để mà các bác cho cái cầu vào mài ấy thì nó cũng rất là lâu, và cho một cái lồng chạy lực ấy thì nó cũng rất là lâu các bác nhé. Thì hôm nay em lên chia sẻ với các bác một chủ đề là mình cắt cái móng con chim ấy đi cho nó nhanh gọn nhẹ các bác nhé. Mà trong cái quá trình mà mài đấy, không may con chim nó bị nó nhảy vào lồng, nó bám vào những cái thành lồng ấy, nó rất là dễ bị mất hẳn cái móng ấy nhá các bác nhé, nó cũng khá là nguy hiểm. Thì hôm nay em sẽ chia sẻ với các bác là cái cách cắt móng làm sao cho nó hiệu quả mà không ảnh hưởng gì đến con chim nha. Chúng ta không phải bắt con chim ra. Đấy, không phải bắt con chim ra mà chúng ta vẫn được cắt được móng. Đấy các bác thấy hay không? Thì cái dụng cụ anh em cần chuẩn bị đó là một cái kéo này các bác này. Chắc chắn phải có kéo rồi, không có kéo thì không thể làm được. Với thứ hai là anh em chuẩn bị cho em một cái hộc chim. Cái hộc chim này thì là như các bác mua chim của em cũng được, mà mua chim của tất cả mọi người cũng được, thì chúng ta thường thường là hay vận chuyển một cái hộc này. Thì về các bác tận dụng nó cái hộc đấy. Thì cái hộc vận chuyển như này thì anh em chúng ta tháo hết cống nước ra. Cống nước cống cám ra. Ê, các bác lấy cái máy cắt ấy, các bác lấy máy cắt này, các bác dùng cái vật dụng gì các bác cắt cho em đôi theo của ra, cắt đừng cắt đứt nha các bác nhá, cắt như này thôi. Và các bác kiếm cho em một cái miếng như này để các bác lèn vào giữa này, để lát nữa mình sẽ đuổi con chim nó sang cái góc bên này để mình dễ thuận tiện cắt cái móng nó hơn các bác nhá. Thì bây giờ em sẽ trực tiếp làm mà cụ thể cho các bác xem nhé. Thì để mà đuổi được con chim vào cái hộc như này ấy, để đuổi được con chim vào cái hộc như này ấy, thì các bác phải chuẩn bị cho em một cái lồng tắm đấy. Một cái lồng tắm như này các bác nhé. Để mình đuổi con chim vào lồng tắm rồi mình mới đuổi con chim ra cái hộc này thì mới được. Còn các bác đuổi trực tiếp vào cái lồng, từ cái lồng này qua cái hộc này thì cũng được thôi. Nhưng mà vấn đề là nếu các bác không quen thì nó rất là dễ bị sổng chim, và con chim nó rất là dễ bị hoảng. Thì bây giờ em sẽ làm nhé các bác nhé. Đấy, đuổi vào lồng tắm thì đuổi sang thì rất là dễ các bạn. Đó, sẽ đuổi rồi này. Đấy, các bác có thể thấy là con chim này móng nó rất là dài các bạn. Móng rất là dài, con chim này đẹp lắm các bạn. Móng nó dài. Các bác có thể là ủ bớt vào áo vào như này cho em. Đấy, để con chim nó không bị hoảng các bác nhá. Đây, tiến hành với anh em chúng ta kéo cửa lên. Kéo cửa lên và đuổi sang thôi. Đuổi sang thì các bác có thể nghênh cái đầu lên một tí đây. Đó, thế là con chim nó tự sang đấy các bác. Các bác thấy đơn giản không? Đây, tự đường sang nhé, quay sang đây. Đây, thì bây giờ anh em sẽ tiến hành anh em dốc cái ngược cái hộc xuống một tí này. Nó vừa xuống kia anh em đóng cái này vào cho em. Anh em lựa của em nhá, anh em lựa của em. Anh em nhẹ nhàng lựa của em ạ. Đó. Đấy, anh em khóa chặt vào. Thì con chim mình nó ở bên này như này rồi các bạn. Cái này anh em phải nói thật sự anh em là anh em phải kéo nhá. Bây giờ anh em không làm đâu. Vì là có nhiều bác làm không làm đâu. Đấy, các bác thấy không? Đấy, em đã cắt được một cái rồi nhé các bác nhé. Đấy, chúng ta cứ tiến hành cắt từng cái một thôi. Cái này thì hơi khó làm đấy các bác nhé. Hơi khó làm đấy, nói thật sự với anh em là hơi khó làm. Anh em phải ngắm thật chuẩn nhé. Anh em phải ngắm thật chuẩn trước khi cắt nhé. Không là tránh tình trạng là nó bị hỏng đấy các bạn. Như này thì không bị hỏng lông đuôi, con chim nó cũng không bị hoảng quá các bạn. Móng con này nó dài quá các bạn, cắt hơi khó đấy, các anh em chịu khó nhá. Anh em phải chờ đấy, không phải là. Anh em làm hết sức cẩn thận cho em ạ. Con này hơi khó các bạn. Vâng. Đấy, các bác thấy chưa? Rất đơn giản đúng không? Đấy, thêm cái nữa rồi này các bác này.
anh em cứ làm từ từ, từng bước một coi nhá. Đấy, thêm cái nữa này, các anh nhìn này. Đây, các anh thấy không? Đấy, đây là cái móng của nó này các bạn này. Chúng ta cắt nó rất là đơn giản như này thôi. Anh em phải làm dứt khoát nhá, không là tránh tình trạng là chúng ta cắt đứt cả cái ngón chân con chim đi. Thì em chỉ làm, chắc chỉ làm qua một hai cái thao tác như vậy thôi. Thì khi mà anh em cắt xong cái con chim, cái móng con chim như này ấy, thì các bác tiến hành là các bác cắt xong tiến hành, các bác ấy nhá, các bác dốc cái họng của số này. Thì các bác cắt xong như này thì các bác tiến hành cho chim nó vào lồng đất, cho chim vào lồng đất để nó chạy. Nó chạy một hai ngày thì cái đầu móng nó sẽ bị mài đi, đầu móng sẽ bị mài đi và con chim nó sẽ trở lại cái hiện trạng móng rất là đẹp các bác ạ. Anh em đừng có có một cách khác nữa là cái này các bác này. Có một cách khác nữa là các bác có thể là bắt cái móng ra, cắt cái móng, bắt con chim ra. Các bác có thể bắt con chim ra và các bác có thể là cắt như bình thường các bác nhé. Nhưng mà cái cách đấy thì nói chung là các bác phải chăm chim tốt rồi thì các bác cũng làm kiểu vậy, nhưng còn không có nhiều bác cắt bắt ra như vậy là con chim nó sẽ bị dẫn, khi các bác thò tay các bác bắt con chim ấy thì nó sẽ bị hỏng lông đuôi và tụt lông cánh các kiểu nhiều lắm. Và có những con chim nó bị hoảng quá, nó hoảng quá thì nó sẽ bị thấy anh em chúng ta nó sẽ xù đầu. Thì cách này là em thấy là hiệu quả nhất, mà cũng cái gì nó có cái khó riêng của nó các bác nhé. Thì anh em chú ý là anh em phải làm thật cẩn thận nhé, thì bây giờ em sẽ cắt lót xong, tí em quay em cắt xong em sẽ thả ra lồng cho các bác xem nhé. Và con chim thì nó vẫn cứ là ok các bác nhé. Em sẽ xin phép là dừng video để em cắt lốt ạ. Anh em ơi, bây giờ em đã cắt xong cái móng chim rồi nhá các bác nhá. Khi mà cắt xong ấy thì để tránh tình trạng con chim nó bị hoảng ấy, thì anh em chúng ta lên kè thêm một con mái vào nhá. Đây là con mái đây, con mái của em này. Đây các bác có thể thấy là cái con chim này nó hơi mệt một chút, nhưng mà cái móng đấy nó rất là đẹp rồi các bác. Các bác nhìn cái vết cắt đấy ạ, nhìn rất là ok các bác nhá. Em này thì nó thật sự với các bác là một em chim họa mi lông mới, do cái chủ trước người ta không biết cách chăm nên là cái móng càng ngày càng dài lên các bạn đấy. Còn con chim này rất là đẹp và lửa nó cũng chưa căng đâu, nó là con chim sẻ rất là vip các bác nhá. Nhưng mà thôi thì chim nó chưa căng thì cũng không dám chia sẻ cho anh em, và mình phải để lại và mình chia sẻ cho anh em các bác nhá. Đấy các bác có thể thấy là rất là ok, rất là tuyệt vời các bác nhá. Cả bằng cái cách làm rất là đơn giản vậy thôi thì em đã xử lý được xong cái móng của em này. Các bác nhìn có thể, các bác cũng có thể là em quay ngang này thì nó dễ nhận biết hơn này. Con chim này nó cũng chưa được thuần hẳn các bạn này. Đấy, cũng có thể là chúng ta cho vào lồng đất chúng ta mài, và cũng có thể chúng ta để như này cũng được. Khi cho lồng đất mài thì nó sẽ đẹp hơn, cái đầu móng nó sẽ có cái độ nhọn, cái độ sắc hơn các bác nhá. Nó như ở con mái bên kia kìa. Nhưng còn như thế này thì đầu móng nó hơi tù, nhìn nó hơi tù các bạn. Nhìn nó cũng mất thẩm mỹ một chút, nhưng mà về lâu về dài thì nó cũng sẽ mài dần theo cái cầu này thôi các bạn. Còn nếu mà tốt nhất là các bác cho vào lồng đất nhé. Các bác cho lồng đất em nghĩ chỉ tầm 2 ngày thôi, 2 ngày thì nó sẽ là rất là ok luôn các bạn. Đấy, thì cái clip này em nói lại một lần nữa này. Thì khuyến cáo với tất cả các bác là bác làm thật là khéo tay nhé thì các bác mới làm, hoặc là các bác là bạo tay thì các bác mới làm. Còn các bác cũng không nên là học theo, các bác cảm thấy là tự tin thì các bác mới làm. Còn các bác mà làm theo không may các bác cắt một cái cụt cái ngón chân ngón chim đi thì các bác lại trách em thì nó cũng rất là khó các bác nhá. Đấy, em cũng nói rõ luôn quan điểm vậy, nhưng mà tránh tình trạng là có nhiều bác là làm không cẩn thận là cắt một phát là đi mất cái ngón chim, là ngón chân con chim đi, là cũng rất là tội. Thứ nhất là mất tiền, thứ hai cái điều quan trọng nhất là tội cho con chim các bạn. Mình tự nhiên mình làm cụt ngón nó đi, thì cái này thì bọn em cũng làm thường xuyên thì nó đã quen tay rồi các bạn, cũng không có gì tài giỏi cả. Đấy, thì cái video em lên em chia sẻ với các bác này nó chỉ đơn giản vậy thôi. Nếu mà bác nào thấy hay thì các bác cho em xin một nút đăng ký kênh, ủng hộ cho kênh Hoạt Họa Mi của em ngày càng phát triển đấy các bác nhé. Đấy, con chim thì vào đến nơi thì nó rất là tĩnh, con này thấy chắc 1-2 hôm thì nó rất là ok đâu. Bây giờ treo lên chắc là nó cũng hót được một vài câu này nhỉ. Nhưng mà thôi thì cứ từng bước một. Thì các bác biết là chăm họa mi thì nó cần một cái, nó là thời gian và cái công sức kiên trì của anh em chúng ta. Thôi xin chào tất cả các bác nhé, hẹn gặp lại các bác ở những video clip sau. Chúc các bác xem video vui vẻ và chúc các bác thành công nha các bác nhé.